Sự yên bình là thứ mà con người luôn luôn khát khao và mong chờ. Chẳng ai biết rằng để bảo vệ sự yên bình đó, những cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ vẫn luôn hiện hữu. Cũng chẳng ai biết được sự khó khăn của cuộc chiến ấy như thế nào. Kể cả những sự hy sinh thầm lặng không cần báo đáp ấy, cũng có những người không phải thiên thần, nhưng sự hy sinh của họ cũng xứng đáng để được gọi là một thiên thần. Ác quỷ luôn luôn tồn tại chỉ với một mục đích: hủy diệt. Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ để bảo vệ thế giới con người, liệu con người có nên tự đứng lên hành động cho chính lợi ích của mình? Thiên thần gặp khó khăn cũng cần sự giúp đỡ từ phía con người vậy. Tỉnh dậy rồi hay sao? Cô cảm thấy cơ thể của cô ổn chưa? Sau khi tỉnh dậy, nữ thiên thần cảm thấy bất ngờ khi bản thân mình nhận được sự giúp đỡ tới từ phía con người. Nàng đã vô cùng bất ngờ khi thấy một con quỷ khác ở chung với con người. Cô đừng có lo lắng, thằng bé nó không có hại cô đâu. Nó là người đã băng bó cho cô đó. Nhưng hóa ra, chàng trai này không phải là quỷ. Đối lập với cái vẻ ngoài đáng sợ ấy là một tấm lòng ân cần và nhân hậu. Và thiên nhiên cũng có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành ấy và đáp lại một cách thân thiện nhất. Cảm nhận được điều đó, nàng đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình, nàng đã biết rằng trước đây họ cũng chỉ là những người dân vô cùng bình thường. Nhưng càng lớn, ngoại hình chàng trai càng trở nên ngốc nghếch, xấu xí, dị hợm. Dân làng cho rằng thằng bé bị quỷ nhập, đánh đuổi hai người không cho ở chung trong làng nữa. Kiếm sống bên ngoài nhờ việc trồng thuốc đã khiến chàng trai ấy hiểu biết rất sâu sắc về thuốc. Thật không ngờ cuộc sống của các người lại đáng thương như vậy. Nhưng mà ít ra nơi đây không xảy ra chiến tranh loạn lạc như ở chỗ ta. Cô từ đâu tới? Chỗ của cô chiến tranh hay sao? Ta là người của thiên giới, theo như cách mà các người gọi là thiên thần đó. Để chứng minh lời nói của mình, nàng sử dụng sức mạnh để hồi phục hoàn toàn cho con thú nhỏ. Đứng trước sức mạnh đó, những con người bình thường đã hoàn toàn bị khuất phục. Sức mạnh của thiên thần vô cùng hữu dụng cho trường hợp như thế này. Tuy nhiên, các người cũng đã thấy sức mạnh của ta vô cùng yếu ớt. Ta cần thời gian để hồi phục lại trước khi trở về thiên đường. Chúng ta đang phải đối đầu với quỷ giới để có thể bảo vệ loài người. Chúng tôi thật vinh hạnh khi có cơ hội được chăm sóc một thiên thần. Đừng làm như vậy. Hơn nữa, ta không muốn lộ ra thứ năng lực này trước khi hồi phục hoàn toàn. Lũ quỷ có thể đánh hơi thấy và tới đây tấn công đó. Nếu có thể, hãy giúp ta che giấu thân phận này. Hai mẹ con vào đây, một bước ra ngoài đây cho tôi. Các người tới đây có việc gì? Đêm hôm qua, có kẻ đã nhảy vào phá nát cây trồng của chúng tôi. Bà nói xem, chúng tôi phải làm thế nào đây? Chuyện đó có liên quan gì tới chúng tôi? Sao lại không chứ? Rõ ràng có vết chân rất lớn. Người bình thường chẳng thể nào làm được những việc như vậy. Chắc chắn rằng thằng dị hợm của bà đã phá hoại cây trồng của chúng tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Thằng bé nó chẳng bao giờ làm như vậy. Chắc chắn hắn đã ghi thù việc bọn ta không cho mẹ con bà ở lại làng, nên mới làm như vậy thôi. Thứ vô lại, bọn ta nể tình vợ chồng bà sinh sống bao lâu nay nên mới đồng ý để cho hắn ta sống gần làng, thế mà còn không biết điều. Chẳng cần những lời giải thích, người dân nọ lập tức xông vào tấn công chàng trai tới tấp. Với bản chất hiền lành của mình, chàng trai nọ chỉ biết chịu đựng đau đớn. Cậu ta sẽ không bao giờ làm những điều như vậy, ta có thể làm chứng mà. Cô là ai? Cô muốn bao che cho hắn ta chứ gì? Cô đừng hòng che mất bọn ta. Không thể chịu đựng sự bất công này được nữa, nàng quyết định sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển người trưởng làng. Dừng lại đi, chúng ta đi về. Sao tự nhiên lại? Đủ rồi, họ vô tội, đi thôi. Dưới sự điều khiển của thiên thần, mọi thứ dần kết thúc, nhưng đổi lại là sức mạnh của nàng cũng dần yếu đi.
Có phải người vừa mới... Ta không thể chứng kiến bất công như vậy xảy ra được. Xin cảm ơn người đã cứu giúp đứa con trai bé bỏng của tôi. Nhưng mà xin người đừng làm như vậy nữa. Sức mạnh của người chưa hồi phục. Thêm một vài ngày nghỉ ngơi thôi mà. Không sao, hãy lo cho cậu ta trước đi. Sau khi sức mạnh của thiên thần hết tác dụng, trưởng làng đã trở lại là chính mình. Hả? Trưởng làng, ông bị làm sao vậy chứ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng phải chúng ta đang ở nhà mẹ con họ sao? Ông nói gì vậy? Là chính do ông bảo họ vô tội rồi lôi tôi về cơ mà. Có khi nào do con bé đó đã dùng tà thuật lên ta nên mới xảy ra chuyện như vậy không? Được lắm, đã thế ta sẽ mang thêm nhiều người tới để xem các người làm thế nào. Đi, chúng có đồng bọn, chúng ta sẽ gọi thêm nhiều người hơn nữa. Tối nay sẽ xử lý chúng thẳng tay luôn. Tối hôm đó, những người dân làng đã tụ tập nhiều hơn, mang theo nhiều vũ khí hơn đến ngôi nhà lụp sụp của hai mẹ con trồng thuốc. Mau bước ra đây mô lên. Các người tụ tập ở đây làm cái gì? Hết việc để làm rồi sao? Bà thôi đi, chẳng qua các người có đồng bọn, bao che cho cái xấu của nhau, hãm hại cái làng này. Chúng tôi không để yên được nữa đâu. Chẳng ai để ý rằng ngay phía trên họ là một con quỷ vô cùng nguy hiểm. Có mùi của thiên thần ở đây. Chính là hắn. Thứ mùi khó chịu tỏa ra từ hắn ta. Các người làm cái gì vậy? Con trai của ta từ trước tới nay đến con kiến cũng không dám dẫm. Nó ngoan ngoãn và hiền lành như một chú thỏ non vậy. Tại sao các người lại làm như vậy với chúng ta chứ? Tại sao? Còn cô nữa, đừng hòng làm trò quỷ quá gì ở đây. Dù đang gặp khó khăn, nhưng chàng trai vẫn kịp thời để ý thấy mối nguy hiểm đang lao tới và cuốn những người dân xung quanh mình. Đấy, hắn ta đánh người kìa, còn nói là hắn quan quản nữa đi. Có quỷ, chạy đi, chạy đi. Đứng trước một con quỷ, những con người bình thường không thể giữ nổi bình tĩnh. Chàng trai thấy con quỷ bắt đầu tập trung tấn công mình thì cũng bắt đầu chống trả. Với dáng dốc và sức lực phi thường, chàng trai vẫn có thể chống lại con quỷ. Thấy một người có sức mạnh như vậy lại chẳng bao giờ chống trả lại khi bị đánh. Những người dân bắt đầu cảm thấy xấu hổ những hành động của mình. Họ cảm thấy hành động của bản thân cực kỳ đáng chê trách. Thả nó ra, các người không đánh lại được nó đâu. Không sao đâu, xin người hãy tin tưởng vào con trai của tôi. Hãy một lần để cho nó được tỏ ra mạnh mẽ và vượt qua thử thách này. Nếu như có sự giúp sức của người khác, vậy thì thằng bé sẽ chẳng thể nào có được sự công nhận của người khác và sẽ luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Cố lên, tiêu diệt con quỷ đó. Cuộc chiến kéo dài tới tận lúc bình minh. Thời gian dài đã khiến chàng trai thấm mệt. May mắn thay, những tia nắng đầu tiên ló dạng đã khiến con quỷ lộ rõ điểm yếu của mình. Đúng rồi, lũ quỷ sợ nhất là ánh sáng mặt trời, đừng để nó chạy thoát. Nghe vậy, chàng trai cố gắng tóm và giữ lấy con quỷ. Với sức mạnh phi thường của chàng trai, con quỷ không cách nào thoát khỏi được, cho dù có tấn công chàng cỡ nào đi nữa. Lũ quỷ độc ác, hãy tan biến đi, đừng hòng gây hại tới con người. Thấy anh chàng to lớn gặp khó khăn, ba người dân lấy hết can đảm nhảy tới giữ tay chân con quỷ. Cứ thế, ánh sáng mặt trời ló dạng dần dần quét qua con quỷ và biến nó thành tro bụi. Sau trận chiến, những gì còn lại trong tâm trí mọi người là hình ảnh một vị anh hùng mạnh mẽ. Trong không khí u ám, chờ đợi một linh hồn chuẩn bị rời đi, cô gái thiên thần bước tới, đưa bàn tay lên ngực chàng trai, nơi vết thương nặng nhất. Xin người đừng, sức mạnh của người để chiến đấu và bảo vệ con người. Con trai của tôi không nên làm lãng phí thứ sức mạnh đó. Anh ta là một vị anh hùng, anh ta xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất à. Đừng nói gì hết, cùng lắm ta cần thêm 1-2 tháng thời gian để phục hồi. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nàng bắt đầu sử dụng sức mạnh thiên thần của mình. Không chỉ chữa lành vết thương, mà là một cơ thể hoàn toàn mạnh khỏe và cường tráng đã xuất hiện. Đổi lại cho phần thưởng đó là nàng đã hy sinh toàn bộ sức mạnh thiên phú của mình, không một chút do dự. Và thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra, sự xuất hiện của một thiên thần mới. Thiên thần? Đó là thiên thần. Đó là thiên thần mà. Con trai, dù cho con có mang hình dáng như thế nào, thì bên trong ta, con vẫn luôn là một thiên thần mãi không thay đổi. Mẹ,
Alex, cậu không nên động vào bất cứ thứ gì ở tầng hầm. Chúng đều là những đồ vật bị phong ấn bởi mẹ tôi, nên nếu không cẩn thận để chúng thoát ra, có thể gây nguy hiểm cho chúng ta đó. Sarina, con lại quên cất đồ trên này rồi. Dạ, con lên đây. Cậu ở lại lau dọn và nhớ đừng động linh tinh vào đồ đạc nghe chưa. Ồ, tôi biết rồi. May quá, không xước xác gì. Hả? Cậu trai trẻ, là người thường ư? Hình như bức tranh vừa mới nói chuyện, phải báo cho Sabrina thôi. Đứng lại, lại đây, giúp tôi tháo dây và tấm khăn phong ấn này ra để thoát khỏi đây. Alex, cậu dọn dẹp xong chưa? Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy? Tôi không biết nữa. Lúc tôi đang quét dọn rồi tôi bị đau đầu, không nhớ được gì hết. Ôi, do tôi bất cẩn để cậu một mình ở đây, cho nên có lẽ cậu bị ảnh hưởng phép thuật phong ấn và hắc ám rồi. Nhanh, đi lên ăn bánh mẹ tôi vừa làm là khỏe ngay thôi. Tôi cũng lấy thêm đồ cho cậu ở trong phòng rồi. Đi thôi. Brenda, cuối cùng thì ta đã thoát khỏi bức tranh. Ta sẽ trả thù vì đã phong ấn ta suốt 16 năm nay. Ôi, chuyện gì vậy? Chắc là mình lại lỡ tay làm đổ đồ mất rồi. Tức thật, không ngờ Brenda đã già rồi mà chỉ cần giương tay một cái là đã đánh bay mình sang phòng khác. Thậm chí mình còn cảm thấy bị đe dọa. Như vậy thì làm sao mình có thể trả được thù chứ? Alice, lý nợ con gái ta ra thì hai đứa ăn bánh và nghỉ ngơi nhé. Dân, ta đi đến trại trẻ đưa bánh cho bọn trẻ đây. Sarina, nhớ lấy đồ nhanh rồi ra ăn đấy. Quá ra con nhỏ đó là con của Brenda. Vậy nếu mình không đấu lại được với Brenda thì mình sẽ trả thù lên cậu trai trẻ và con gái gà mờ của bà ta. Sao mấy món đồ lại bay về phía mình vậy? Alex, chuyện gì vậy? Bơm băng của Alex hay sao chứ? Sabrina! Sabrina, cậu thấy tôi mệt nên muốn nhân cơ hội này dùng phép thuật ghẹo tôi sao? Tôi có làm gì cậu đâu. Có mà cậu bày trò trêu. Cậu có nghe thấy tiếng ai cười hay không vậy? Làm gì có ai chứ. Cậu muốn đánh trống loạn đúng không? Đây nè, tôi nghe có tiếng cười phát ra từ tầng hầm. Để tôi dùng phép thuật xem sao. Mấy đứa nhóc này trêu đúng thật là buồn cười. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Ta từng là một con dối bị nguyền rủa, sống trong bức tranh này, lấy việc trêu trọng người khác làm niềm vui. Ấy vậy mà 16 năm trước bị Brenda phong ấn bằng một vòng tròn phép thuật cùng chiếc khăn và sợi dây này. May mà con nhỏ đó vô tình để cậu trai trẻ một mình, nên ta đã có cơ hội dùng phép thôi miên cậu ta và thoát ra được. Để tận hưởng niềm vui này, ta phải nghĩ ra nhiều trò chơi khác
để chơi khăm và trả đũa gia đình Brenda. Quá ra mọi chuyện là do cô ấy làm, phải ngăn cô ta lại mới được. Nhưng bằng cách nào? Đây là quyển sách phép thuật của mẹ tôi. Trong này có cách vẽ vòng tròn ma thuật để phong ấn công chúa trong tranh Insol. Cậu hãy vẽ nó ở ngoài phòng khách, còn tôi sẽ lấy bức tranh, khăn và dây thừng phép thuật. Được thôi. Khói ở đâu ra vậy? Này, lấy được rồi. Con gái của Brenda, mau đưa đồ trả cho ta nhanh. Đừng hòng. Thả tôi ra. Bắt được rồi. Nhưng còn cậu trai trẻ kia đâu? Ta biết cậu ta ở đâu rồi. Đợi đó, ta sẽ bắt hai người rồi trừng trị. Này, đang định vẽ vòng tròn phép thuật phong ấn ta ư? Tránh xa tôi ra. Nếu ta không tránh ra thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Vòng tròn của ngươi bị hỏng rồi. Hả? Cái gì vậy? Là vòng tròn phép thuật thứ hai mà tôi đã vẽ để trả đũa cô dù thôi miên tôi đó. Thả ta ra. Sabrina, từ bây giờ hãy ngoan ngoãn ở trong tranh và đừng gây sự nữa, nghe chưa? Không, không, ta sẽ quay lại báo thù. Sabrina, cậu có làm sao không? Không sao, bây giờ chỉ cần mong cô ta trở lại tầng hầm và giam giữ cẩn thận hơn là được. Chắc như vậy là an toàn rồi. Bây giờ chúng ta yên tâm vào bếp tìm bánh ăn rồi.